Rồi, Khánh xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Khánh sẽ cho Sam và Sơ ăn uống nước ép cam nha các bạn. Ok, giờ Khánh sẽ làm nước ép cam cho Sam và Sơ rồi các bạn. Các bạn thì giờ Sa và Sơ sẽ uống nước ép cam này thôi. Ngon không ai Sơ? Sơ uống hết rồi các bạn.
quá, Sam mỏi giỏi lắm các bạn. Sam uống gần hết rồi đấy các bạn. Rồi, Khánh và Sam và Sơ. Bye bye everyone.